Các bác vẫn hay thắc mắc rằng Hiếu ơi, liệu cái chiếc bếp củi C30 và chiếc củi C35 này nó đun thì củi ngắn thì rất là ngon, không khói, không bụi, không tàn gì hết và sôi cực kỳ nhanh. Liệu mà nó đun cái củi dài thì có ngon hay không? Thì ngay bây giờ đây các bác cùng với em Hiếu xem nhá. Đó, các bác thấy chưa? Chiếc củi rất dài luôn, dài cách hàng mét luôn đó, chứ không hề đơn giản nữa nhá. Đấy, em Hiếu đang đun bằng chiếc củi rất dài đây, các bác thấy chưa? Này, củi dài không? Hai thanh củi dài các bác nhá. Đấy, vẫn cứ đun bình thường, vẫn cháy mạnh các bác. Đây, các bác thấy chưa? Lòi nước vẫn đang sôi ủng ục luôn các bác nhá. Đấy, như này thì các bác cứ hoàn toàn yên tâm. Các bác chỉ cần về nhà các bác nào mà đun cắm lợn, các bác luộc bánh chưng cũng như là chúng ta dùng những cái đun những cái lồi to, đun dài thì các bác hoàn toàn yên tâm một điều là các bác cứ thể thoải mái các bác đun mà không có cái vấn đề gì các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem mà em Hiếu đun rất củi rất dài, bác dài thượt, cái củi này dài tầm mét rưỡi bác, nhưng mà nó vẫn sôi bình thường đó. Đây, úi trời, thấy chưa, các bác thấy chưa, một nồi nước to vập cái này mà vẫn cứ sôi rất ác các bác nhá. Này, sôi như này chứng tỏ một điều rằng là cái công lực của cái bếp rất khỏe luôn. Đấy, các bác để ý cho em nhá, không cần nhiều củi cơ, không cần nhiều củi nhá. Đấy, rất là đơn giản, chỉ cần có một thanh củi dài này thôi, một thanh củi dài này thôi, nhưng mà các bác có thể đun được những nồi nước rất bự luôn cơ, có phải sướng không? Đấy, không cần nhiều quá, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, vì bếp này bếp tiết kiệm nhiên liệu quá.